Hôm nay mình vừa nhớ mới nhận một ca máy mà trường hợp này bị té. Trên spool có máu xước vết chày và cái biam mở ra nó gần như là nó cạ vô trong cái spool luôn, nó cạ vào luôn ha. Đồng thời dễ nhìn thấy được là cái ba hành trình của biam nó bị sệ xuống như vậy, nó đã hướng xuống rồi. Như vậy thì xử lý như thế nào đây? Dễ lắm bạn, mình hạ cái rotor xuống và mình nắm toàn bộ cái biam này nè, mình nắm như thế này, mình bẻ lên lại. Nhớ nha, hai ngón này để giữ và hai ngón này để đẩy lên. Rồi, ok. Việc này bạn hoàn toàn có thể làm thủ công được, bẻ bằng tay được nhé. Và tập trung là bạn tập trung bẻ bên này. Rồi, ok. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Đây, mở ra bạn thấy không còn bị cạ nữa. Mở ra hoàn toàn. Rồi, giờ spool lên cao nhất thì cũng không bị cạ nữa. Đó là cái cách nhanh. Còn cái cách tốt nhất là bạn cũng nên tháo ra, bạn bẻ lại cái này lên chút xíu. Ở đây mình sẽ bẻ thêm một tí nữa. Rồi, ok. Như vậy là đảm bảo ha, sẽ không cạ nữa. Đây là cái mèo khắc phục nhé.